Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký quyết định số 16 về thực hiện hỗ trợ cho vay để ký quỹ tại Ngân hàng Chính sách Xã hội đối với người lao động thuộc đối tượng chính sách đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc, chương trình EBS. Người lao động thuộc đối tượng được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách Xã hội để đi làm việc tại Hàn Quốc được vay tối đa 100 triệu đồng để ký quỹ mà không cần đảm bảo tiền vay. Thời hạn cho vay do người lao động và Ngân hàng Chính sách Xã hội thỏa thuận phù hợp quy định của Ngân hàng Chính sách Xã hội và thời hạn ký quỹ ghi trên hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EBS của người được vay vốn, nhưng tối đa không quá 5 năm 4 tháng. Lãi suất cho vay áp dụng theo mức lãi suất cho vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng phù hợp với từng đối tượng.